Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thời sự cùng với bình luận gia Lê Đại Nguyên. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào ông và mời ông gửi lời chào. Chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa ông. Cảm ơn Cao Minh Hưng, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhận định thời sự lần này thì rất là nhiều vấn đề, chúng tôi xin phép bước ngay vào vấn đề có liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Thì kính thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi tin tức trong những ngày vừa qua thì một trong những cái tin tức gây rất là xôn xao khi mà người ta nói là trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump với ông đại sứ của Nga thì họ cáo buộc rằng ông đã tiết lộ một số bí mật quốc gia cho cái ông đại sứ Nga này. Thì kính thưa bình luận gia Lê Đại Nguyên, chúng ta thấy là phản ứng của báo chí rất là ồn ào cái vụ này. Mà nếu mà chúng ta điểm lại trước đây thì có một số tổng thống khi mà họ nói chuyện với Nga họ cũng đã tiết lộ, như là từ thời ông Reagan, ông cũng đã nói chuyện với ông Gorbachev trước đây. Thì cái vấn đề của ông Donald Trump, ông nói là ông có quyền, ông là một tổng thống có quyền chia sẻ những cái gì ông nghĩ, tại vì ông cũng là tổng tư lệnh quân đội. Thì theo ông cái nhận định của ông thế nào? Đúng, ông đúng chứ. Nếu ông là tổng thống có quyền, nhưng mà ông chia sẻ với ai? Yeah. Vấn đề đặt ra không thể chia sẻ với người mà đang là thù nghịch với mình. Nhưng mà nếu chúng ta đi ngược lại quá khứ thì ông thấy là người ta nói là thí dụ ta so sánh ông Reagan trước đây, ông chia sẻ với những vấn đề đối với Nga, với ông Gorbachev, và khi mà ông thấy ông Gorbachev, ông biết là cái vàng lá trắng của Hoa Kỳ như vậy thì ông mới bỏ cái vâng, việc chạy đua vũ trang. Đây là không phải, đây là chia sẻ với ông giữa một hai cường quốc có trẻ với nhau thôi. Còn đây liên hệ với người mà cung cấp tin tức. Với một đại sứ Nga, tiết lộ cái người thứ ba, cái hệ thống của Israel đó, bí mật Do Thái, của một quốc gia khác, một nước khác, một hệ thống khác, nó đưa cho ông ấy, mà ông ấy dùng cái đó ông đưa cho một đối tượng khác, thành vấn đề đặt ra nó có ba phía, vậy ai dám tin ông nữa? Thế giới không ai tin nữa, đưa ra cho ông độ bí mật, và cái ông kia, ông đối tượng của ông nói chuyện đấy, lại là kẻ thù với người khác. Thành vấn đề đặt ra nó cũng ba tay ba nhau. Ông có phải nghĩa là phải ở cái nhận định của ông tổng thống thế nào đúng, thế nào sai, thế nào được, thế nào không. Thế vấn đề của ông ấy, ông được toàn quyền, nhưng mà cái nói ra đó nó nguy hiểm cho một cái nước khác, cho một hệ thống khác. Theo nguyên tắc là phải thì không được tiết lộ bí mật, người ta không chấp nhận. Cho ông Reagan khác, ông nói chuyện nước Mỹ với nước Nga, ông tôi thế này, ông thế này, bày bàn ra đây, hãy chơi với ông đi. Vấn đề đặt ra nó khác. Còn đây một cái nước thứ ba, hệ thống thứ ba, họ cung cấp cho ông tài liệu bí mật, cho kẻ thù người ta biết. Thì đó là nguy hiểm. Tức là không làm tròn cái trách nhiệm của một người nhận tin và sử dụng cái tin đó. Đó là cái vấn đề để sai ở đó. Cho nên là ông ấy không phải cái đó thì không quan trọng lắm bằng cái tin ông ấy. Chứ là vấn đề ông James Comey đó, thì người ta cũng nói là ông Donald Trump cũng nói là ông James Comey không được phép tiết lộ những cái gì đó mà ông đã nói về cái việc điều tra ông Flynn. Thì theo ông thì bây giờ ngay cái thượng viện cũng nhảy vào cuộc và nói là bắt buộc phải tiết lộ những cái hồ sơ. Cái đó mới là cái ngăn cản pháp lý, ngăn cản điều tra, là cản trở cái những cái hành vi phạm pháp, cản trở cái công lý. Bởi vì ông khi ông mời cả ông phó tổng thống với ông bộ trưởng tư pháp ra ngoài rồi ông nói chuyện riêng với ông Comey, thì ông nói là không nên điều tra vụ ông Flynn nữa. Đó là bài cản trở cái điều tra tư pháp. Nếu mà thực sự cái đó có thì ông phạm luật. Chính cái đó có thể chất phê ông được. Nếu mà nói ông cản trở cái việc điều tra thì những người mà bên vực ông Trump cũng nói rằng trước đây chính ông James Comey cũng là người nói là cái vụ mà email của bà Clinton không có nên điều tra nữa, thì có phải là ông cũng là cản trở? Không phải, ông không cản trở, ông thấy là nó nhỏ. Ông thấy nó việc cái đó không xứng, không để điều tra, nó ông không đủ căn cứ. Trong cái bộ cái ông có quyền không? Nói câu đó, ông không điều tra nữa. Bởi tôi có làm cơ điều tra nhưng tôi thấy không có điều tra nữa, tức là không còn cái gì mà phạm pháp, thành ra ông bảo không cần điều tra. Nhưng mà cái đó là cái việc của tư pháp chứ không phải là một cái không, cái việc FBI của ông ấy đem điều tra. Yeah. Bao giờ đâu tòa án thì ông ấy chịu chết, ông ấy thua rồi, mà đây là ông ấy, quyền hạn của ông ấy. Tôi điều tra mà tôi thấy không có chuyện gì hết cả, tôi bảo không điều tra nữa. Thì là quyền của ông được, nhưng người khác can thiệp vào, ông dù là ông tổng thống can thiệp, ông bảo đưa ra cái điều tra vụ đó là ông phạm pháp.
Đó là vấn đề phạm pháp. Thì cái vấn đề, tất cả mọi vấn đề của ông 4 năm vụ Rôn Xuân đuổi của ông Khmer, tất cả cái đó nó không nặng bằng cái lời yêu cầu ông Rôn Xuân Khmer là không điều tra ông Linh nữa. Tức là ông này thực sự ra như vậy thì ông này ông có liên hệ với Nga. À, mà ông này có dính vào vụ đó thì phải nói là đừng có điều tra vì đã cách chức rồi. Như vậy nếu mà chúng ta liên tưởng đến một cái việc mà chúng ta biết ngay trước đây, ông Bill Clinton, ông cũng đã từng đi gặp vào cái Faker, gặp riêng bà thẩm phán để nói về cái vụ bật Clinton. Thì ông ấy không có là cái gì cả, ông nói cá nhân lắm thôi. Thế vấn đề không có anh, không có giảm gì, ông không cản trở được công lý. Ông có quyền gì cả, ông chỉ nói vậy thôi. Ông bà, ông như bây giờ chúng ta, bây giờ tôi có phạm pháp đó, tôi ra năn nỉ ông tòa án, tôi năn nỉ được thôi. Có việc gì đâu. Tôi năn nỉ ông nhẹ cho tôi đi. Đâu sao đâu. Mà tôi là phạm pháp, tôi cứ phạm nhưng tôi phải ngăn cản cái tiến trình công lý. Và ông này là quyền lực có trong tay. Và ông có quyền ngăn cản cái việc điều tra đó. Ông không được phép. Theo nhận xét của nhiều người thì nói là giới truyền thông, tại vì cái cách cư xử của ông Donald Trump từ lúc ông tranh cử cho đến hiện nay thì không có được lòng với giới truyền thông, thành ra giới truyền thông tiếp tục cứ lúc nào cũng tấn công ông Trump, làm cản trở những cái việc mà ông ta muốn làm. Tại ông thôi, ông thôi. Bởi vì chúng ta biết là lực lượng thứ tư của Hoa Kỳ tự nhiên là phong cho cái báo chí đó có một cái quyền đàn hạch. Đàn hoặc với tổng thống bới móc tất cả cái gì của anh, nên là anh là việc công cộng thì nó quyền đi xoay mới đời tư của anh. Và tôi, chúng ta người ngoài họ đem ra đầu tư chúng ta thực hiện nó thua ngay cho khác, nhưng mà ông tổng thống nó đem đầu tư của ông ra, ông chủ tịch quốc hội, ông dân biểu quốc hội, ông được cử đại dân dân cử, nó đem ra. Bình thường ông có lỗi, dù cái lỗi đó là lỗi rất nhỏ hay lỗi rất lớn thì không biết, nhưng mà nó bí mật bao nhiêu tôi đưa ra cũng được. Tôi phạm vi phạm gì cả vì ông là người công, của người công cộng. Còn chúng tôi người dân thường không dính vào cái ông đưa ra, tôi kiện ông chết à. Hai vấn đề nó khai khác nhau như đó, ở tư cách khác nhau. Cho nên ông Trump thì đích thực ra là tổng thống bất túc, là tổng thống không đúng chỗ, và làm chủ tịch mà cái công ty thì hữu dư, thế ông khôn ngoan, lanh lợi, đủ thứ, máy móc đủ thứ, qua mặt luật pháp, qua mặt tất cả để mà trốn thuế được hết. Vậy không ai làm gì ông, tôi đi đúng khe hở của luật pháp. Còn khi ông làm tổng thống, ông phạm luật hiến pháp, luật pháp. Nó gọi là đây không phải là cái công ty để ông tự do muốn bắt người ta làm gì làm. Ông không được quyền bắt công chức. Là phải thề trung thành với ông. Chỉ có ông chủ tịch Đảng Cộng sản, chủ tổng bí thư, rồi Hồ Chí Minh, rồi ông Stalin, ông Lenin, ông tuyên bộ phải trung thành với ông ấy thôi. Còn cái ông này ông tổng thống nước Mỹ không có ai trên trời. Nếu mà nhìn một cái góc cạnh nào đó mà công tâm thì theo bình luận gia Lý Đại Nguyên nhận xét, nhìn chung thì cái giới truyền thông của dòng chính có thiên về cái đảng Dân Chủ quá nhiều mà công kích cái không đảng. Không phải sao, tức là họ cũng vậy thôi, họ cũng là Dân Chủ. Mày nghĩa là anh nên cầm quyền, anh cai trị chúng tôi soi mói anh thôi. Anh tổng thống ông tất cả tổng thống Dân Chủ cũng thế, bị công báo chi họ cũng chia mũi dù ghê gớm lắm họ. Phải bởi vì sao, anh là người mà chúng tôi phải kiểm soát luôn, không có anh là bậy. Tôi được quyền làm tự do ngôn luận của tôi khi quốc hội luật lên hiến pháp cho phép tôi làm. Tôi phạm luật, nhưng mà người bình thường tôi làm không được. Thì chỉ còn ít phút trong chương trình, thì phần 2 của chương trình chúng ta sẽ nói nhiều đến vấn đề quốc tế, về vấn đề của từ Bắc Hàn qua đến vấn đề của Nga Xô, cũng như là những cái mối liên hệ của Hoa Kỳ với Biển Đông. Một phút cuối chương trình thì cái thưa quý vị, các ông nhận xét gì về cái tình hình của AB22 hiện nay theo cái vấn đề? Ồ vâng, cái đối tác Xuyên Bình Dường thì hiện tại Nhật với Tân Tây Lan họ bắt đầu làm việc lại. Tháng bây sắp sẽ họp, cuối tháng này họp ở Hà Nội để mà phục hồi cái quyền cái Xuyên Thái Bình Dương dù không có Mỹ. Bởi vì đích thực ra quyền lợi của họ, cái khó khăn nhất từ xưa nay cái đó là Nhật Bản. Vì Nhật Bản có nhiều cái móng
nhiều hàng thứ hàng hóa mà người ta muốn nhập cảng, nhưng bây giờ Nhật nhất định đi cái đó. Yeah. Mỹ cái dễ dàng hơn là Mỹ. Mỹ thì cái gì ông mở rộng hết cả thị trường thì cái gì cũng dễ. Mỹ là người dễ làm nhất, mà Việt Nam là có lợi nhất, thì tất cả các nước nhỏ đều có lợi, buôn bán với Mỹ hay buôn bán thế giới có lợi. Chỉ có Nhật Bản từ xưa nay họp thì có vấn đề có khó khăn. Yeah. Vì vấn đề thực phẩm, lương thực đủ thứ hết, máy móc đủ thứ hết, nhưng mà thông qua được Nhật Bản là cái khó nhất từ xưa tới ông Obama, ông thấy là vượt qua được cái ngọn núi Nhật Bản là vượt qua được hết cả. Bây giờ ông ấy ra, ông Trump ông ra đi rồi thì Nhật Bản họ tiếp tục làm việc họ. Yeah. Bởi vì đó là cái công việc mà họ phải làm để mà ngăn cản cái phát triển của Trung Cộng nó đi vào một vành đai mà một con đường. Yeah. Một con đường vành đai tức là sang một thứ đế quốc mới. Yeah. Thành ra Nhật Bản muốn can dự vào. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ chương trình, và chúng tôi xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.